Em Việt Trà xin kính chào quý vị và các bạn quay trở lại kênh Video Shop Việt Trà Và view ngày nay Việt Trà may mắn cập bến được một ít dây tín hiệu, dây AV, dây kết nối ba lăng, dây loa gửi tới quý vị và bạn. Và đây là những sản phẩm chính hãng về từ Nhật Bản để quý vị và bạn chơi và trải nghiệm. Ở đây em có rất nhiều cập bến được số lượng những dây AV AL10 đến từ thương hiệu Acouphase AL10. Và dây L10 Dây L10 này là phiên bản trước của Alcufay. à, Dùng cho những um, thiết bị uh, đời sâu hơn một chút xíu Thì ở đây em có một bộ uh, Là L10 Bộ dây này Chỉ có mức giá sẽ là 2,5 triệu đồng Tuy là dây cũ nhưng độ mới cực kỳ cao Anh em có thể quan sát thấy rắc RCA Rắc cắm gần như chưa sử dụng luôn Cực kỳ mới, mạ vàng, sáng choang Rất là đẹp Dây này sẽ là 2,5 triệu đồng À tiếp theo em có một bộ nữa à, là L10 ở trong đây à, nguyên hộp lên này có thể kết nối à, giúp quý vị và bạn trải nghiệm cực kỳ hay dây này cũng có mức giá là 2,5 triệu đồng cũng rất là mới à, và em có một bộ AL15 nữa à, cho anh em cần dài thì nó sẽ là 2,8 triệu đồng dây này thì đang còn nguyên hộp quý vị à, bạn nhé à, cũng phiên bản à, đó phiên bản dây ba lăng thì là lc15 lc15 thì sẽ có mức giá là 4 triệu đồng nguyên hộp à, dây dài 1,5m lc15 thì em sẽ có hai bộ bộ này sẽ là 4 triệu đồng và bộ ở bên ngoài không có hộp cũng mức giá như vậy luôn cũng dài 1,5m và là 4 triệu đồng quý vị và bạn nhé những bộ dây này thì em mua giá tương đồng vì vậy em giao lưu quý vị và bạn cũng mức giá như nhau và độ mới thì cực kỳ cao chưa sử dụng luôn tiếp theo quay lại những bộ dây AL10 mới keng như thế này chỉ thiếu hộp thôi sẽ là 3 triệu đồng một bộ ở đây em có sẵn đâu đó là gần chục bộ để quý vị và bạn chơi và trải nghiệm AL10 của Acufay Tất cả dây thì em cam kết là chính hãng xịn sò luôn Vẫn bao quay đầu cho quý vị và bạn nếu không còn nhu cầu sử dụng à, Tiếp theo dây loa Thì dây loa em có cập bến được hai bộ dây thôi ạ. Chỉ hai bộ thôi Một bộ là 2,5m Và một bộ là 3m dây chuẩn của Audio Technica à, Dây của Audio Technica đến từ Nhật Bản quý vị và các bạn nhé dây audio technica sẽ có đầy đủ thông tin này dây này là dây của nhật bản và chúng ta sẽ kết nối là theo chiều của dây loa đây có cả định hướng chiều này và dây này là dây loa thì nó sẽ ghi là speaker cable với model của dây sẽ là at6s60 và dây này thì tất cả đầu rắc cũng là đầu rắc chính hãng của audio technica quý vị và bạn nhé à, nó sẽ Uh, có đầu rắc chính hãng sẽ là đầu càng cua hoặc là bắp chuối như thế này. đó thì anh em uh, có nhu cầu sử dụng uh, đầu càng cua hay đầu bắp chuối thì có thể liên hệ em. em vẫn có đi kèm tặng kèm thêm cho quý vị và bạn một bộ dây uh, đầu bắp chuối hoặc đầu càng cua để quý vị và bạn tiện sử dụng và đầu rắc đấy là những đầu rắc chính hãng có thể dễ dàng thay thế. quý vị và bạn chỉ cần vặn ra thay thế rất là dễ dàng trên những bộ dây của audio technica như thế này dây chính hãng và dây này bộ 2 m rưỡi thì sẽ có mức giá là 3,5 triệu đồng và bộ dài 3 m thì sẽ có mức giá là 4 triệu để quý vị và bạn có thể chơi một mức giá rất hợp lý rất là tốt để quý vị và bạn chơi dây loa chính hãng xịn sò đầu rắc kết nối tất cả được mạ vàng cao cấp và chính hãng của audio technica rõ ràng ở trên kể cả ở trên thân của đầu rắc luôn. Anh em an tâm để sử dụng. Và em vẫn cam kết bảo hành chính hãng cho quý vị và bạn chơi và trải nghiệm dây loa cũng như dây AV sản phẩm Vector Leo uh, trao đổi cùng quý vị và bạn. Vì vậy mọi nhu cầu mua sắm, tư vấn phối ghép cũng như giao lưu các sản phẩm Leo, kính mong quý vị và các bạn liên hệ với em bằng một trong hai số điện thoại. Hotline của shop hoặc trực tiếp qua Việt Trà Điêu, Hà Nội em xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo xin chân thành cảm ơn